Xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của DK Eyebrow Beauty. Tôi rất là vui khi ngày hôm nay được thực hiện livestream này cho một chị khách hàng, chị Nga đúng không ạ? Vâng, chị Nga thì vừa thực hiện xong cái quá trình laser môi ở tại DK và bây giờ chúng ta trò chuyện cùng chị Nga một chút nhé. Chị Nga ơi, chị cho em hỏi thăm là môi của mình đã từng phun xăm được bao nhiêu lâu rồi ạ chị? Mấy năm rồi, 4 năm, 3, 4 năm gì đó. 3, 4 năm. Vậy thì lý do vì sao mà chị Nga lại biết đến DK để hôm nay mình qua bên em để thực hiện laser môi ạ? Chị được biết qua nhiều khách hàng ấy đã giới thiệu qua với chị và chị rất là tin tưởng với dịch vụ của bên mình. Dạ vâng. Trước khi chúng ta ngắm nhìn cái đôi môi sau khi hút laser của chị Nga thì mọi người hãy dành ra một ít phút để có thể theo dõi cái tình trạng cũ của chị Nga nhé mọi người nhé. Đây ạ. Vâng. Với cái tình trạng môi cũ này thì như chúng ta có thể thấy thì chị đã phun xăm được 3 đến 4 năm rồi, nhưng tuy nhiên thì cái màu mực nó bị bết rất là nhiều và thậm chí là ở viền môi đã có dấu hiệu bị thâm xỉn quay trở lại. Thì chuyên gia cho em hỏi thăm một chút xíu ấy, là cái lý do vì sao mà sau khi môi của chúng ta phun được nhiều năm như vậy mà nó lại quay trở lại thâm hả chị? Tại vì là trong cái gốc mực mà chị Nga đã từng phun ấy, nó có chứa tạp chất. Dạ nên vâng. Là khi mà làm một thời gian thì nó sẽ bị thâm xỉn như vậy. Vậy những cái môi như vậy thì sau khi mà mình vừa mới phun xong ấy, thì cái màu môi nó sẽ như nào hả chị? Nó sẽ lên màu tươi rất là nhanh, nhưng mà chỉ một thời gian thôi là nó sẽ xỉn. Vâng, xỉn lại đúng không ạ? Và với cái những cái đôi môi mà chúng ta phun xăm vào trong cái gốc mực nó chứa tạp chất và kim loại như thế này thì mình để được mình để như vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình không hả chị? Thế như là trong gốc mực mà có tạp chất thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, ví dụ như chì. Đấy, nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và cả về thẩm mỹ nữa. Vâng, môi xỉn. Vâng, nhìn rất là xỉn đúng không ạ? Và ngày hôm nay chị Nga đã quyết định là qua DK để chuyên gia của chúng tôi có thể sử dụng cái công nghệ mới nhất để hút sạch cái laser cũ, laser được sạch cái gốc mực cũ của chị đi. Thì chị ơi, cũng biết là trong cái quá trình laser thì chị thấy thế nào? Chị thấy cũng bình thường, chỉ hơi tê tê một chút thôi. Vâng. Nó có khác với những cái gì mà mình đã lo lắng không hả chị? Không. Chị rất là sợ đau nhưng mà tuy nhiên thì nó không chưa cảm nhận thấy đau thì đã hết rồi. Vâng. Quá trình diễn ra rất là nhanh đúng không chị? Chị Nga ơi, không biết là sau khi mà laser xong này mình đã quyết định làm môi mới tại DK chưa ạ? Có chứ, chị sẽ làm mà. Vâng. Chị Nga yên tâm nhá, vì hiện tại cái gốc mực mà DK đang sử dụng là cái gốc mực hữu cơ đó mà có chứa chất chống chổm. Cho nên là chị chơi thoải mái, thời gian trôi qua thì chúng ta sẽ không hề có những cái hiện tượng thâm xỉn như thế này. Chị hoàn toàn yên tâm chị nhá. Rồi, cảm ơn em. Vâng ạ, thì sau khi mà laser môi ở tại DK với cái công nghệ Cerezobicomax thì khách hàng của chúng tôi không cần phải ăn kiêng này. Ngoài ra thì không cần phải, nó không có cái dấu hiệu là bị xâm lấn hay là bị bong chóc chảy máu. Cho nên là mình có sinh hoạt vô cùng bình thường và quá trình diễn ra rất là nhanh. Hiện tại thì dịch vụ laser của DK đang được giảm 40% nhân dịp mùng 2 tháng 9. Và các chị em hãy nhanh tay gửi tình trạng của mình qua fanpage của DK. Từ đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn chi tiết về dịch vụ cũng như là về các chương trình đang được áp dụng tại DK mọi người nhé. Cảm ơn chị Nga rất là nhiều ạ. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi lại chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn.